sau khi chơi đường vân một cú không biết vì lý do gì hồ yêu lại bị bắt và bây giờ cô ta đáng bị giao bán như một món hàng bị người ta quảng bá với công dụng sau khi hóa hình có thể làm đồ luyện tay hoặc là làm đồ chơi giá khởi điểm cho món đồ này là 100 vàng cô gái kia công bố đấu giá bắt đầu tăng thêm phần kích thích cô ta còn tăng thêm tí hành động kích thích đó là bằng việc điều khiển vòng xích trên tay kia hai tay giơ lên ngực tấn công mông căng tròn đập vào mắt mấy người xem đấu giá thế này không khốc liệt hơi phí lần lượt những âm thanh ra giá thét lên ta ra giá 100, ta 200, ta 300, đám người không kể già trẻ điên cuồng mà ra giá. Từ bên trên một tên lắm tiền nào đó còn thét thẳng con số 1.000 vàng, đám người ít tiền nghe xong thì nhụt chí. Qua miệng của mấy người thì đó là tên giàu ngang ngửa viên đại đầu tiền bất cẩu. Hắn ta vuốt đi hàng nước dãi của hắn đắc chí, như vậy là hắn có thể có được hồ yêu về chơi rồi. Nữ dẫn chương trình bắt đầu đạp búa lần thứ nhất, trước mắt là 100 vàng còn có ai ra giá cao hơn không hồ yêu này sẽ thuộc. Về người đó, trong tâm can của cô ta còn cho rằng, hét giá như thế thì còn ai dám dơ bảng nữa chứ. Tiền bất cẩu liếm mép nghe người dẫn chương trình hô lên, một nghìn vàng lần hai, hắn đắc chí yêu tộc hắn chưa từng thử qua lần này chơi đồ lạ một tí, ngay lúc một nghìn vàng lại vang lên, thì một nghìn không trăm linh một vàng từ phía của đường vân vang lên phá tan bầu khí, tên tiền bất cẩu tức giận vì bị phá hỏng chuyện, hắn ta cay nghiến chặt răng, tiểu tử cảnh cáo ngươi, chơi ra chơi nghịch ra nghịch đừng đùa với ca ta, ngành đấu giá này thâm sâu lắm ngươi không nắm được đâu, đường vân nhẹ giọng đáp được được, thấy người dễ thỏa thuận như vậy tiền bất cẩu hét giá tiếp 1, vàng. Vừa mới hét xong thì thanh âm 1501 vàng lại vang lên, 2000 vàng, một vàng, tiền bất cầu bị chọc giận thêm rồi, hắn ta càng điên khùng hơn quay ra hàm hè Đường Vân, tiểu tử ngươi có ý gì, thực sự muốn đối đầu với ta? Đường Vân nở nụ cười khiêu khích, đối đầu à, vậy thì không phải, chỉ là nhiều tiền quá hơi chật chỗ thôi. Nói rồi Đường Vân giơ bảng hét giá 2000 vàng, tiểu di tử kinh ngạc trước hành động này của Đường Vân, Đường Vân sảng khoái quá quên mất nhìn sắc mặt của lão bà, Nghe cái giá là 2.000 bản con bên dưới lắc mắt xem chừng thanh niên này ngáo giá rồi. 2.000 có mà mua tận 6 con hồ yêu rồi. Tiền bất cẩu thì đang tức điên lên thật rồi. Hắn ta không tin có người còn có nhiều tiền hơn hắn ta. Hắn muốn xem thử người này rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Tiền bất cẩu hét lên giá 30.000 vàng. Người dẫn chương trình kia hô lên còn ai lên giá nữa không? Cô ta đưa ánh mắt tới lít nhìn sang đường vân. Đường vân lúc này đang chìm đắm trong cơn mê định ra giá tiếp. Lúc này tiểu di tử nhéo tay của đường vân lại, bằng ánh mắt vô tội tiểu di tử nói nhỏ nhưng lại nghe rất rõ, tỷ phu đừng ra giá nữa hình như tỷ tỷ giận rồi. Lúc này Đường Vân mới nhìn sang lão bà đang tối sầm mặt mày lại, khuôn mặt biểu cảm của Đường Vân cũng ỉa chảy ra, hỏng rồi, bà xã ghen rồi, báo thù đương nhiên là quan trọng nhưng bà xã còn quan trọng hơn. Đường Vân đổi thái độ nuối tiếc mà nói, nếu như có người khác muốn như vậy, vậy thì tiểu gia ta ngậm đắng nuốt cay nhường cho ngươi vậy, chúc mừng ngươi, với cái giá 30.000 thì làm gì còn có ai tranh của hắn ta nữa chứ, tiền bất cầu hoang mang rồi cho đến khi hồ yêu hoàn toàn về tay của hắn thì hắn ta điên luôn rồi, ăn cú này thì lỗ quá lỗ luôn rồi còn đâu, nhìn sang bên của đường vân hắn ta nghiến răng chửi thể trong lòng, đường vân còn gẹo hắn, tiền công tử mau trả tiền đi, chẳng lẽ huynh không có 30.000 vàng còn phải bán ra sản đó chứ, đường vân còn quay ra bà xã mà cố vất vát, ây dô người có tiền thật nhiều đấy bà xã à, lạc âm giận dỗi quắt tay một cái, rồi rời đi khiến co đường vân quả này toang luôn rồi, nhìn lại khuôn mặt của thanh niên họ tiền mới buồn cười chứ, hắn ta lúc này chắc là tè ra quần rồi phải tìm cơ hội để báo thù mới được ôm theo sự cay cú tiền bất cầu định rời đi xả giận nhưng mà đâu có được tên viên đại đầu đã đứng chặn trước hắn ta với vẻ mặt ố dê tên tiền bất cầu gọi hắn là cha nuôi viên đại đầu túm cổ thằng con nuôi lên phẫn nộ cầm miệng cái tên vô dụng này ngươi có biết là ngươi đắc tội với ai không ngươi vừa mới đi là cha nuôi của ta đấy cái cái gì vậy thì con phải làm sao đánh vào cái đầu heo của tiền bất cầu một cú còn thế nào nữa xin lỗi đi tiền bất cầu xoa đầu khó khăn nói nhưng mà cha nuôi hình như ông nội không thiếu gì cả viên đại đầu trầm ngâm suy tư một lúc lâu đột nhiên hắn chú ý tới hồ yêu đang được đưa tới đây xem ra hắn đã có chủ ý mới rồi vì là làm ăn hồi nháo nên là đường vân chỉ có thể trải chiếu ngủ dưới đất còn hai chị em lạc âm được ngủ trên giường đang ngủ một cách tràn trọc từ đâu âm thanh gọi cha ơi cha ngủ chưa khiến cho đường vân dậy hẳn cậu đi ra mở cửa sổ ra xem là kẻ nào đập vào mắt vậy mà lại là tên nhiều tiền mà hơi ngáo kia hắn ta còn bày ra bộ dáng kỳ cục đường vân quay đầu không hề muốn quan tâm tới hắn cậu định đi vào bên trong thế nhưng đâu có phải, cậu gión ra gión rén mở cửa phòng rồi chuồn ra ngoài, ra bên ngoài gặp thanh niên kia đường vân hỏi hắn ta, ngươi là người lúc sáng, thế nào huynh đệ ngươi tìm ta có việc gì, ngay tức thì viên đại đầu hắn ta quỳ xuống mà nói, nghĩa phụ tại thượng xin hãy nhận của hài nhi một lại, gì kỳ vậy ba chưa gì chẳng quen đã nhận người ta làm cha, coi bộ thích quá ha, đường vân hỏi chấm bất ngờ trước hành động đường đột của thanh niên này, đây là có chuyện gì thế, viên đại đầu ngửa mặt lên tiếp tục nói, nhi tử vô cùng ngưỡng mộ kỹ năng thả thính của nghĩa phụ nguyện bái người làm nghĩa phụ, mong người truyền thụ cho ít bí tịch tán gái cho Hải Nhi, tên này cũng không quên đem theo lễ vật tới cho Đường Vân nữa, ta biết được nghĩa phụ có hứng thú với con hồ yêu này, đặc biệt mua lại mang tới đây tặng cho người làm lễ vật, mong nghĩa phụ đừng từ chối, dứt lời hồ yêu được vứt dưới chân của Đường Vân. Đường Vân lúc này cũng niềm nở với tên đần này, nếu như ngươi đã thành tâm thành ý với ta như vậy, vậy thì ta miễn cưỡng làm cha ngươi, con trai cha sẽ chuyển cho con tuyệt học thả thính. Nghe đến đây tên viên đại đầu bùng nổ cảm xúc, là tuyệt học đầu tiên trong tuyệt học, đó không phải theo đuổi về mà là thu hút về thì ra là vậy sao? Đường Vân nói xong thì vác theo hồ yêu đem đi hành xử. Người ở đây từ từ chiêm nghiệm ta đi một lát, nếu như có người hỏi thì biết thế nào rồi đấy. Bị lừa mà không biết tên viên đại đầu còn phấn khích mà tuân lệnh theo nữa. Trông kìa có buồn cười không cơ chứ. Nửa đêm thanh vắng đường Vân thế mà lại xách theo hồ yêu vào rừng. Đã thế còn kích thích mà trói cô ta lên cây nữa chứ. Đường Vân vẻ mặt lưu manh đưa tay lên vuốt má hồ yêu. Tiểu hồ yêu nên tính nợ cũ của chúng ta rồi đó. Tạt cho cô ta một ít nước đã mát cho tỉnh lại cái đã rồi hành xử. Sau khi được tạt nước nhìn khuôn mặt của Hồ Yêu càng thêm hấp dẫn, cô ta cũng dần tỉnh lại, vừa tỉnh lại Hồ Yêu đã hỏi ngươi là ai, trên tay Diệp Huyền cũng đã chuẩn bị cả roi quất, đúng là kích thích quá đi mất, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây tiểu Hồ Yêu ngươi cũng có ngày hôm nay à? Hồ Yêu liền gào lên, ngươi ngươi định làm gì, dù có giết ta ta, cũng không nói cho ngươi biết về thánh vật di tộc của bọn ta đâu, Đường Vân lại càng tỏ vẻ nguy hiểm hơn, thánh di vật sao, ta không có hứng thú với thứ này, ngươi muốn ta giết ngươi, mơ đi hôm nay ta sẽ khiến ngươi thế nào là sống không bằng chết bên này thì lạc âm cũng đã tỉnh giấc giữa đêm cô quay ra nhìn về chỗ ngủ của đường vân thì không thấy người đâu hết cả lạc âm đi nhìn xung quanh thì nhìn qua cửa phát hiện thấy tên viên đại đầu cô cũng đã đoán ra được tình hình gì đó rồi tức thì lạc âm nhảy xuống bên dưới chỗ tên viên đại đầu hỏi cho rõ chuyện tên này đúng là bị ngáo rồi nhìn thấy lạc âm hắn ta đã cúi ram người xuống mà nói nhăng nói cuội mẹ nuôi yên tâm nghĩa phụ đang thẩm vấn gian tế yêu tộc bảo con trai ở lại đợi mẹ nuôi mẹ nuôi sao cái gì thế này đường vân ca rốt cuộc là đang làm cái gì Lạc Âm nghiêm giọng hỏi Viên Đại Đầu, "Đường Vân ca đi đâu rồi ngươi có biết không?" Bằng khuôn mặt ngại ngùng hắn ta cười gượng, biết nhưng mà nghĩa phụ không cho con nói. Lạc Âm thấy người không thiện chí thì định đem nắm đấm ra để nói chuyện, "Ngươi có nói không hay là để đít nở hoa?" Quay trở về bên phía rừng cây lúc này những âm thanh kích thích như a a không không, a không được ta sai rồi tha cho ta vang lên, Đường Vân lúc này lấy lông ra cọ vào chân của hồ yêu khiến cho cô ta không thể chịu nổi, vừa hì hục làm Đường Vân vừa khoái chí mặc cho yêu hồ kêu gào giàn rũa nước mắt chẳng phải khi nãy ý chí kiên cường lắm sao thế nào nhanh như vậy đã xin hàng rồi à ta còn có nhiều chiêu thức lắm a à, xin ngươi tha cho ta sai rồi ta đưa thánh di vật của tộc bọn ta cho ngươi cầu xin ngươi tha cho ta nhìn nét mặt của hồ yêu thì đã đạt đến giới hạn le vờ mắc rồi trước bụng của hồ yêu có một vật phát sáng gì đó bắt đầu hiện ra là một vật gì đó mà được voi là thánh vật của tộc hồ yêu sao nhưng mà nhìn thánh vật này mất quá đường vân cầm thứ đó lên tự hỏi thứ này để làm cái gì từ đằng sau của cậu lạc âm lạnh giọng như băng mà thỏ thẻ ta cũng muốn hỏi huynh huynh đang làm cái gì đấy đường vân giật thót người lên bà xã sao muội lại tới đây sao ta lại không tới đây được không không ta không có ý đó vậy trên tay của huynh là cái lọ gì sau đó thì lạc âm lao vào đò cướp còn đường vân thì cố thủ không đưa bà xã muội đợi chút ta còn không biết nghiên cứu cách dùng thứ này kiểu gì đây huynh định nghiên cứu cùng ai đang thì rằng coi nhau trong tư thế hấp dẫn đột nhiên thứ đó trượt khỏi tay của đường vân khiến cho hai người giật mình vật đó rơi xuống đất liền bể ra thành nhiều mảnh từ vật đó một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra bên ngoài khiến cho biểu cảm của hồ yêu cũng biến sắc ngay sau đó đường vân và lạc âm được dịch chuyển đến một nơi nào đó hai người ngơ ngác nhìn xung quanh xem đây là đau còn tôi thì tự hỏi sao mà to thế hai người đến trước một bia đá khắc toàn chữ gì đó mà tôi không hiểu lắm đại khái là ấn like đăng ký kênh đi mấy đạo hữu hí hí sau khi nghiên cứu một hồi thì hai người thon thót với nội dung được viết trên đó câu chuyện về yêu tộc thảm sát chúng sinh thật man dợ còn có cả đĩa bay nữa không rõ là người ngoài hành tinh hay gì Đại loại là sự kiện khủng khiếp, những UFO đấy mặc sức tàn sát mọi sinh vật trên mặt đất bằng sóng laser, sau đó có một người xuất hiện ổn định lại thế cục, vị toàn năng đó càn quét mọi thứ và giành được chiến thắng, chiếm trọn thế cục nằm trong lòng bàn tay, quay trở về nhà lúc này tần linh họa đang ôm gối ngủ say miệng lải nhải tỉ tỉ, mình là HM Kagori Review chuyện tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất, tập 14 đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.